Chào mừng các bạn đến với buổi thuyết trình kinh doanh của Token Antima. Tôi là Alex Vrenyak, nhà kinh tế, doanh nhân, nhà đầu tư mạo hiểm, một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ blockchain và crypto. Đồng thời là người sáng lập các dự án và công ty có tổng vốn hóa hơn 1 tỷ euro. Tôi xin giới thiệu với các bạn về các cơ hội kiếm lời nhờ tiền crypto và công nghệ blockchain, một tuyên bố miễn trừ trách nhiệm ngắn, theo mọi yêu cầu pháp luật. Có lẽ các bạn đã được nghe về Bitcoin và các đồng tiền crypto khác, đó là một cuộc cách mạng về tiền bạc và nó đang diễn ra trước mắt chúng ta. Cũng như cách chúng ta đã chuyển từ thanh toán bằng tiền mặt sang thanh toán điện tử, tiền crypto đã không còn là tương lai, mà chính hiện tại đây. Bitcoin đã tăng giá từ 0,10 lên 70.000 đô la, mức tăng giá ấy là 70 triệu phần trăm. Trong bài thuyết trình này, chúng ta nói tới token siêu giảm phát Antima, nó xuất hiện trên thị trường vào giữa năm 2023. Tăng giá từ mức 10 cent lên 5.000 đô la và đang tiếp tục lên nữa. Siêu giảm phát là khi nguồn cung trên thị trường giảm mạnh, còn nhu cầu gia tăng và sự thiếu hụt bắt đầu kích thích giá tăng mạnh. Trong những năm sắp tới, Antima sẽ nỗ lực tiến tới mức giá hơn 100.000 đô la trên một token và đạt 100 triệu người dùng. Dự án của chúng tôi khởi động ở Thụy Sĩ vào năm 2016. Qua 7 năm, cộng đồng chúng tôi đã có hơn 2.800.000 người dùng và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ tại hơn 100 quốc gia. Mục tiêu của tôi, kết nối tất cả những ai muốn sử dụng các công nghệ crypto, tạo cầu nối giữa lĩnh vực kinh tế thực với thị trường crypto, để giúp đỡ hàng triệu người trên toàn cầu gia tăng sự thịnh vượng tài chính của họ. Chính vì thế, token Antima đã được tạo ra. Tại sao Antima phát triển nhanh chóng như vậy? Giá token đã tăng vọt từ 10 cent lên 5.000 đô la và đang tiếp tục tăng. Tại sao có nhiều lý do? Quan trọng nhất là hệ sinh thái toàn cầu xung quanh token Antima và các công cụ rất thuận tiện để sử dụng token cho kiếm tiền, tiến hành kinh doanh, cũng như đời sống hàng ngày. Cộng đồng lớn và hoạt động rất tích cực, bảo đảm thanh khoản và nhu cầu cao đối với token. Là blockchain đổi mới sáng tạo và phi tập trung hóa hoàn toàn. Với mã nguồn mở và công nghệ tạo các smart contract, smart blockchain giống như một cuốn sách trong đó tất cả các giao dịch đều được ghi lại, nhưng không ai có thể xé các trang hoặc thay đổi những gì đã được viết. Ưu điểm chính của blockchain là phi tập trung, smart contract, bảo mật và hoàn toàn minh bạch. Có thể truy cập hồ sơ toàn diện về token Antima và nghiên cứu kinh tế học của nó trong white paper. Trong token Antima áp dụng các cơ chế siêu giảm phát khác nhau để gia tăng sự thiếu hụt và làm tăng giá trên sàn giao dịch. Số lượng token được hạn chế nghiêm ngặt và không thể vượt 100.000 token. Mỗi ngày có tối đa 50 token được đưa ra thị trường và mỗi năm giảm gấp đôi số token đưa ra thị trường. Thêm vào đó, 3% trên mỗi giao dịch trong mạng lưới được khóa lại với thời hạn 50 năm. Số lượng token trên thị trường giảm nhanh chóng và số lượng người dùng tăng lên đã củng cố giá trị và sự tăng giá của Antima. Token Antima không chỉ thuận tiện để sử dụng để thanh toán hàng hóa và dịch vụ, mà còn là một công cụ rất mạnh mẽ để kiếm lời và kinh doanh. Cách dễ dàng và có lợi nhất để nhận Antima thông qua bể thanh khoản được ủy quyền. Đây là nơi lưu trữ token phi tập trung dưới dạng hợp đồng thông minh Smart Contract, được quản lý chỉ bởi chính blockchain. Nhiệm vụ của bể này, đảm bảo thanh khoản trên thị trường và phân phối token theo tỷ lệ giữa các thành viên của bể. Bể được lấp đầy bởi chính người dùng. Khi mua sản phẩm, họ ký kết hợp đồng thông minh Smart Contract đặc biệt, theo điều kiện của hợp đồng ấy, khi đóng góp vào bể thanh khoản. Họ nhận được các split. Split là phần đóng góp trong bể, mang tới quyền cho người sở hữu chúng được nhận thưởng hàng ngày và chọn đời từ bể dưới dạng token Antima, có thể bán, kiếm lời nhờ tỷ giá hoặc góp lại vào bể thanh khoản và tiếp tục gia tăng thưởng chọn đời từ bể này. Để nhận split và bắt đầu kiếm thưởng hàng ngày từ bể, cần mua giấy phép split và hợp đồng split. Ví dụ, bạn có 2 token Antima. Bạn mua giấy phép bằng 1 token, còn token kia được bạn dùng để ký kết hợp đồng với blockchain và nhận split. Càng có nhiều split, thì thưởng của bạn từ blockchain càng cao. Việc nhận thưởng không bị hạn chế về thời gian. Bạn có thể nhận token trọn đời, cả đời con, đời cháu của bạn đều có thể nhận token. Hiện nay, thưởng cho split đang ở mức rất cao, nhưng sau mỗi tháng, số thưởng ấy sẽ giảm xuống và giá sẽ tăng lên. Vì thế, hãy tham gia khai thác càng sớm càng tốt. Token Antima có thể được dùng ngay, bán, sử dụng để mua gói mới, thanh toán hàng hóa và dịch vụ. Máy tính chuyên biệt sẽ giúp dễ dàng tính toán xem có thể nhận được bao nhiêu thưởng từ bể cho việc nắm giữ split hàng ngày. Với Antima có một số phương án kiếm lời. Có thể nhận thưởng thụ động từ bể, cũng như kiếm lời thông qua nền tảng Antima Business. Sản phẩm của chúng tôi rất tốt và giá trị của nó rất rõ ràng. Hơn 90% những người tiếp cận Antima Pro thành người tham gia cùng chúng tôi. Nếu bạn nghiêm túc trong việc làm cho cuộc sống trở nên hạnh phúc và thoải mái nhất có thể. Nếu bạn muốn tận hưởng cuộc sống, kiếm nhiều tiền hơn, đi du lịch nhiều hơn chứ không phải sống bằng tiền lương, hãy tham gia cùng chúng tôi ngay bây giờ. Hãy trao đổi với người đã mời bạn và anh ấy sẽ gửi cho bạn link đăng ký. Nếu người ấy còn chưa gọi tới, hãy tự mình gọi lại và nói,
đưa tôi link đi, tôi muốn nhận thưởng và lợi nhuận của mình từ ngày mai. Xin cảm ơn rất nhiều về sự chú ý của các bạn. Xin chúc các bạn mọi điều tuyệt vời nhất trong tương lai cùng với token Antima. Hãy tham gia ngay bây giờ.